Ecco quanto rientri. Cái nào mà tôi nhận được mà mấy cái bài mà bạn bật lên trên nhà này là biết là mấy cái nhà nghèo đó là tôi thấy bạn còn khỏe rồi là rất là mừng. Tôi có bảo là ông Tứ đó chuyển trong cái cuộc cả ba cái ông được nghiên cứu đi nhé. Nghiên cứu một bài đáp cũng có nghiên cứu một bài đây hàng ngày để anh em người ta phải biết là bà không phải đấy, thế bà không muốn cho thầy mà lâu rồi thầy là không được đấy. Tôi không kể đâu. Bây giờ có cái gì được cái hình ảnh hay là cái gì được cái vui là thầy là vui nhất là bây giờ còn nhưng mà mình chỉ chơi trong website của mình thôi, à, cho mình cá nhân mình thôi, à, đó, nhiều thằng cha nó cũng chịu. Thế khi đó ông thầy gây tử rồi trịch rồi thì phải đâu mới cho thêm khả đấy cái nào bạc cho khả vô này đi cho khả mà cút mình được á. Cái hồi đấy là cái hồi 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 già hồi vui. Tôi bị đó hôm qua đi khám được cái mắt, thế thì tôi mới có hỏi bác sĩ đó là rồi tại sao mà trước khi mà tôi làm ông làm surgery cho tôi đó thì bây giờ tôi không phải đeo kiến để lái xe nữa, nhưng mà tại sao giờ nhìn gần thì là tôi thấy khó khăn. Thế thì đương sự nói bảo rằng là thường thường cái mắt trước cái củ tôi đó là nó tốt ở đó, cái nó flexible lắm, nếu mà không nhìn thấy thì thì nó tự điều chỉnh. Nhưng mà bây giờ nó để cái lens vào đây rồi đó thì chỉ có nhìn xa mà thôi. Nhìn xa nè. Nhưng mà nó bảo tôi là không phải đeo kiến nhìn xa nữa. Thế nhưng mà bây giờ thì phải kiếm cái kính, phải đọc lấy cái kính láo đó. Thế thì đọc thì hát ta có đo cấp thì phải là đeo hai dưới. Thì thành tựu ra cứ phải đeo cái kính vào lúc nào con phải kính kính ở trong người. Đấy là cái mà nó trở cài vậy. Tôi không biết rằng đấy nó họ nói như thế, tôi không biết là nó không đối đúng hết hay là nó là hư mắt mình. Không, mắt tôi cũng thế. Bây giờ cũng đang giỏ thuốc của 4 tháng sau mới làm kính. Nếu mà giỏ cho khi nào mà... Mắt tôi còn... Nó bảo bây giờ tiếp tục giỏ nữa, hơn một tuần nữa. Nếu mắt này còn đỏ. Thế còn... Bác bà bây giờ là lấy răng nó khó hay là... Ồ, bác đây là nhiều cái cho răng lắm. Cái gì cũng quy hết rồi, ông nó mới đi kép. Tôi phơi à không có phải chặt tôi bây giờ hoàn toàn bỏ mà mình Medicare hàng đâu không có nó không trả đâu đấy. Nó chỉ trả khi nào ông bệnh thì được à. Mày cái ông nhà chị em à mày ông mắt và răng từ đòi mổ bệnh con bà đâu không mổ gì hết đấy. Không mình mổ thì Medicare nó trả đấy. Mổ Medicare nó trả. Không có. Tôi đọc nó cũng vậy. Không. Răng về mắt không có. Không. Mắt răng là không có là mắt răng tay là không có. Ba tôi không được tại sao nó không có. Medicare nữa. Không có cái gì tôi không phải trả đồng nào hết. Không. Cái nào về medical thì nó trả. Nếu mà anh về kính về anh đi khám mắt.